Verizon Active, sức mạnh giành chiến thắng. Mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ, đầu tiên là em xin tự nhận mình là thuộc nhóm K. Điểm mạnh của em là có thế mạnh về công nghệ. Nhóm K là nhóm gì cưng? Dạ, thì theo nghe nghiên cứu của em á, người ta sẽ chia làm 4 nhóm để phân loại cái khách hàng. Và mỗi nhóm nó sẽ đại diện cho một cái con chim. Đó là chim đại bàng, chim bồ câu, còn một con công và một con cú. Thì em là thuộc nhóm cú, tức là nó sẽ có hai cái trục như thế này, một bên là suy nghĩ theo lý trí và một bên là suy nghĩ theo tình cảm, một cái là hướng nội hướng ngoại. Thì em là thuộc dạng là vừa hướng nội và suy nghĩ theo lý trí, là nhóm con cú. Dạ. Lý trí và hướng nội. Dạ đúng rồi. Những con cú sống về đêm. Đó, điểm mạnh rồi còn điểm yếu gì không? Dạ có, cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái câu nói của em, cái bố cục của nó không được logic. Nên là em thường thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ trước khi nói. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ thôi tới mình đi. Mình có thuộc nhóm gì? Dạ con... Cái ngồi đi, có vẻ ngồi khoái chí á, là cưng có biết cái vụ này đúng không? Dạ con không biết gì hết cô. À chưa biết hả? Bạn nữ muốn biết mình nhóm nào không ạ? Dạ em muốn biết anh. Thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chỉ cho. Thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chỉ cho. Đây có chuông nào bấm? Đâu, tức là nhấn nút á, rồi về chỉ đó, hiểu không? Bạn này cũng hàng gài ghê luôn á nha. Cưng giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của con đó là con là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, rất thích tham gia các hoạt động tập thể cũng như là tham gia các hoạt động tình nguyện. Đối với lại điểm yếu á, thì con cảm thấy bản thân mình hát chưa được hay. Với lại thỉnh thoảng con thấy bản thân mình cũng hơi nhút nhát. Khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó thì con rất là hay do dự. Do dự, con quyết đoán đúng không? Dạ. Rồi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có quen 3 bạn bằng tuổi. Thì bạn đầu tiên là quen khi mà học cấp 3, còn mấy bạn sau, 2 bạn sau là quen khi mà con học đại học. Nhưng mà là quen học trò thôi hay là có sâu đậm không? Dạ, quen chắc theo kiểu học trò cô. Vậy hôm nay cưng nhiêu rồi nãy chưa nói nè? Dạ, năm nay con 24 tuổi. Nên là khi mà chương trình hỏi con muốn một bạn nam như thế nào thì con có trả lời là con muốn một bạn nam hơn tuổi con. Tại vì khi mà con quen bạn bằng tuổi á, thì cái bạn bằng tuổi, bạn đó suy nghĩ như mình. Nên là thành ra là con thấy là nhiều khi hay cãi nhau á cô. Dạ, nên là con muốn một bạn nam. Bạn bên kia 26 mà. Bạn đây 26 rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Thực ra là em có 4 đến 5 mối nhưng 26, 4 mối hả? Dạ đúng rồi. Bên kia 24, 3 mối. Dạ. Chà, mấy nhỏ này yêu sớm dữ nha. Dạ nhưng mà 4, 5 mối của em là đa số là từ hồi đại học với lại thời còn đi học. Mỗi lần quen yêu vậy mà bao nhiêu lâu? Thì thực ra là rất là ngắn đó. Tại vì lúc đó là mình vẫn còn trẻ, cái kiểu của yêu của thời sinh viên với thời học sinh thì nó không được lâu bền. Dạ, đúng rồi. Dạ. Bây giờ em muốn một người phụ nữ như thế nào? Thì trong cái đường đăng ký của em á, thì em chỉ ghi có 2 dòng thôi. Dòng đầu tiên là về ngoại hình. Ngoại hình của em thì giống như bao người đàn ông khác là đều muốn phụ nữ đẹp hết. Trong đó chỉ là đẹp, và thứ hai là làn da đẹp. Làn da đẹp thôi. Dạ. Da đẹp thôi. Dạ. Bé rồi. Ơi, bây giờ làn da đẹp, rồi thêm chữ đẹp nữa là dạ. Là mặt đẹp hay là dáng đẹp? Dạ mặt đẹp. Và mặt đẹp với lại da đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để hỏi bên đây nha. Dạ. Rồi còn bên đây mình sao nè? Con mong muốn một bạn nam hơn tuổi con, suy nghĩ chín chắn, là một người chung thủy. Chung thủy. Dạ. Mấy người thích đẹp không biết có chung thủy không nữa nha. Dạ. Ai không thích đẹp? Người ta thích với sự chung thủy nó khác nhau. Đừng có dựa vô cái đó mà nói là mấy người thích đẹp ta không chung thủy. Dạ. Chung thủy không là tự trái tim của người ta thôi. Cười quá à. Ta chưa hỏi nó nhảy vô họng ta ngồi rồi. Đi đây nè. Vô đi. Nói giờ coi đàn trai tôi đẹp không? Đẹp trai không? Dạ. Đâu? Tôi qua tôi coi đàn gái cái coi. Dạ. Đây, gia đình nhà gái tôi là 24 tuổi, 3 mối tình luôn hả? Mối tình học trò, vớ va vớ vẩn. Biết rồi, bây giờ trải qua 3 mối tình thì con rút được cái kinh nghiệm gì nè để có thể mối tình tiếp theo mình hoàn chỉnh hơn, là coi như còn mối tình nữa đó. Dạ, con suy nghĩ là sau khi mà quen 3 bạn nam đó thì con thấy là bản thân mình cần phải chín chắn hơn. Chín chắn hơn. Bớt tính công đích lại. Đó. Dạ. Có kinh nghiệm rồi đó chưa? Chú ơi, hồi nãy anh đó có nói là anh đó thích một người con gái dễ thương á, dễ nhìn đó chú. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú. Mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên đúng không chú? Hồi nãy con bổ sung xíu, là cái chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình, còn cái chỗ tính cách đó là con thích một bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy phản biện á, critical thinking á. Tại vì cái triết lý mà tình yêu của con á là có 3 cấp độ. Dạ. Như mì cay vậy đó hả? Ba cái cấp độ của tình yêu của con á là nó sẽ có, đầu tiên là bạn tình, thứ hai là bạn đời, thứ ba là bạn đạo. Thì con muốn là hướng tới một cái xa hơn, đó là bạn đạo. Thì bạn tình là gì? Bạn tình là lúc đó hai người nhìn nhau và có thể thích nhau từ ánh mắt, từ nụ cười. Cái giai đoạn này á thì người ta chỉ nhìn được cái màu hồng của nhau. Còn cái giai đoạn thứ hai á là bạn đời. Bạn đời tức là lúc đó hai bên đã nhìn thấy được cái khuyết điểm của nhau, có thể chấp nhận được sống chung nhau. Thì đa số là các cặp vợ chồng là đã qua được cái giai đoạn 2 này rồi. Còn cái thích cuối cùng á là giai đoạn 3, đó là bạn đạo. Con hướng là một cái con đường là sau này ví dụ như tiền dư ra thì sẽ đem đi đầu tư, thì hai bên sẽ cùng thảo luận. Dạ. Rồi chú hiểu không? Chú cũng mệt lắm. Nói chung là trong tình yêu á, nếu mà phân tích ra từng cái thì chắc tới sáng luôn á. Dạ. Bây giờ theo chú á là mình tìm bạn tình trước đi, rồi bạn đời từ từ, rồi bạn đạo sau. Vô con dập luôn bạn tình, bạn đời, bạn đạo luôn là bạn đời là mệt lắm. Dạ. Nha. Bạn hồi nãy bạn có yêu cầu là một cái bạn nam mà rõ ràng đúng không? Rõ ràng rồi chín chắn đúng không? Thì con khẳng định với bạn ấy là khi mà quen con á thì nó sẽ rõ ràng ngay từ lúc đầu. Coi như là quen phải rõ ràng từ đầu cuối. Dạ, đúng ha. Rồi, dạ, đúng rồi. Để sau này nó được tôi anh không hợp nha. Dạ. Không được ha. Dạ. Rồi hiểu rồi. Có chiến lược, có hoạch định đàng hoàng. Chiến lược đàng hoàng. Chút xíu con ngồi con bàn coi sao nha. Không bây giờ vậy đi. Con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với lại bạn thân của con. Bạn thân ha. Dạ. Rồi bạn thân thấy sao nè? Con chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và quý vị khán giả ạ. Con là bạn của Ngọc Thảo ạ. Nói về Ngọc Thảo thì bạn là một người năng động, sống tích cực, sống giàu tình cảm. Nhưng mà điểm yếu của bạn thì như bạn có chia sẻ là bạn là người thiếu quyết đoán trong một số vấn đề. Nói về bạn nam bên này thì con thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành. Tại vì bạn em là người thiếu quyết đoán, nên nếu mà anh lý trí thì anh có thể giúp bạn em trong cái việc quyết định một số công việc gì quan trọng. Nên là nếu được thì hai bạn, anh và bạn của em cho nhau cơ hội để mình tiến tính cái giai đoạn đầu của anh nói là bạn tình. Ok, em xin hết ạ. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba em, bà nội em và bạn em. Rồi. Xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Vân và chào nhà gái bên kia và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là bố của Quốc. Tôi cũng mong muốn là hai cháu trao nhau một cơ hội để cho tìm hiểu. Rồi cho hỏi ý kiến bà, cái bà ngoại hả? Dạ bên nội. Bà nội hả? Bà thấy con dâu tương lai của bà thấy được không? Đâu bà cho vài câu đi bà. Cháu chưa cháu dâu. Dạ. Tôi thấy cũng được hết á, mà được con có là được nhất là con có là đoàn hoàng. Đoàn hoàng, dạ. Sạch sẽ. Dạ. Hoàng sạch sẽ. Con người phải mốt mẻ. Dạ. Mát mẻ, đàng hoàng, sạch sẽ. Sống phải có hạnh phúc. Dạ. Bà bao nhiêu rồi bà? 82. 82 tuổi hả? Bà từ Đắk Lắk vô đây luôn hả? Trời ơi, cảm ơn bà ủng hộ chương trình nha. Chúc bà khỏe nha. Thôi, bây giờ mở rào cho hai trẻ phân tích nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Dạ. Con nhận quà trước đi rồi con tặng sao? Anh có món quà tặng em. Thì đây là cuốn sách, là một trong hai cuốn sách mà anh nghĩ là nó đã thay đổi cuộc đời anh. Thì đây là cuốn sách có tựa đề là Đánh thức năng lực vô hạn. Tác giả là Tony Robbins, là một trong những diễn giả mà phát triển bản thân hàng đầu thế giới. Dạ, em cảm ơn anh Nhiệt. Để cô cầm cho. Dạ. Dạ, em có món quà nhỏ em tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Con mở ra coi là gì con. Wow, cái bút đẹp quá. Dạ, em cảm ơn anh. Hai em ngồi đối diện với nhau, mình trò chuyện đi. Đầu tiên là cảm nhận về nhau, coi lần đầu tiên gặp nhau mình cảm nhận thế nào. Lady first. Em suy nghĩ là đâu phải lúc nào cũng lady first đâu anh. Ví dụ trong trường hợp này... Cái đó là do em chọn, tức là em muốn nói trước hay là anh nói trước? Cho em chọn mà. Dạ, nếu mà em được chọn thì anh nói trước nha. Rồi anh nói trước à? Em hỏi anh đi. Anh từ từ được không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em hết, em quên hết từ ngữ để nói rồi. Bình tĩnh. Anh thấy em sao? Đầu tiên anh thấy em rất là xinh đẹp ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh. Ví dụ như em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Thì cái thời gian nào... mình rảnh rỗi được nhỉ? Dạ là thường vào ngày cuối tuần anh. Ngày cuối tuần à? Rồi dạ. Ok. Anh muốn hỏi là em đã có thực sự sẵn sàng hay nghiêm túc chưa? Nghiêm túc trong vấn đề gì anh? Đúng rồi, nghiêm túc trong vấn đề ví dụ hẹn hò rồi sẵn sàng hay là mình quen cho vui hay là cái gì đấy? Dĩ nhiên là hôm mình đến đây là mình phải nghiêm túc đúng không anh? Rồi ok. Dạ, đúng như anh nói ban đầu á, là em là thuộc tiếp người tình cảm, nên thành ra là em cũng suy nghĩ về vấn đề tương lai, nhưng mà em sẽ không suy nghĩ sâu như anh suy nghĩ. Thì hầu hết thời gian của em á, là em dành cho công việc thường hàng ngày, và sau đó thì em làm các hoạt động mà em cảm thấy là em thích những hoạt động đó. Chứ để mà suy nghĩ lâu dài, hoạch định tương lai như anh thì em chưa có như vậy. Anh sẽ đặt một câu hỏi là tại sao em nên chọn anh, đúng không? Thì ví dụ quen một cái ông nào đó mà một cái ông mà có một cái đường đi rõ ràng thì em thấy thoải mái hơn không? Hay là quen một cái ông mà sau này nó như thế nào mình không thể hình dung được, là tiếp theo ổng sẽ làm gì và ổng có bỏ mình hay không? Dạ. Anh nói đúng điều đó, có nghĩa là mình phải biết được cái bạn nam của mình là người ta có suy nghĩ về tương lai hay không. Nhưng mà như em nói ban đầu á, kiểu như là mới lần đầu gặp á mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập á anh. Nên là okay. Anh sẽ kiềm chế lại. Dạ. Bây giờ bạn nữ nói cái gì chứ, hát một bài đó hay là làm một cái quảng trò nói cho nó vui để cho ta giải tỏa đi cái không khí nãy giờ đi, chỉ có một bạn mình này nói thôi. Dạ. Em quảng trò mà thì anh nên làm gì đây? Dạ, bình thường á là em quảng trò là quảng trò cho mấy bé nhỏ. Rồi anh là bé nhỏ. Đúng rồi, coi bé nhỏ đi, đúng rồi đó. Em cảm ơn anh. Ừ. Dạ. Bây giờ em sẽ mời tất cả mọi người cùng chơi với em trò chơi là xin mời. Khi mà nào mà em nói từ xin mời thì mọi người làm theo hành động của em, còn em không nói xin mời thì mọi người đừng làm theo hành động. Bé chính kìa, bé kia chính kìa, bé đó đó. Dạ. Dạ rồi. Xin mời anh vỗ tay với em một cái. Xin mời anh vỗ tay với em hai cái. Xin mời anh vỗ tay với em ba cái. Xin mời anh nắm tay em. Có vẻ run vậy? Dạ, con run quá chứ ơi. Dạ, có điện không? Có điện không? Dạ. Thôi. Dạ hết rồi. Dạ hết. Dạ hết. Tôi hết rồi, tôi nói dừng luôn, nắm tay luôn, nắm tay luôn. Ừ. Tôi nói nắm tay luôn. Rồi, hát một bài luôn. Xin mời anh hát cho em một bài hát. Đúng rồi. Anh hát à? Xin mời. Thực ra thì anh chỉ thuộc có một bài thôi, thật sự có một bài thôi. Thì xin trình bày ca khúc là Chúc Mừng Chabi. Dạ, cảm ơn anh. Vẫn nắm tay, không buông tay ra Quốc. Dạ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhớ nhố quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ôi chắc cờ lây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu rừng xanh, yêu tự do thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi nghe Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi Chapi. Cảm ơn anh. Rồi, trở về ghế ngồi đi. Thật ra đó nha, lúc đầu anh cũng hơi lạ với cậu này. Dù càng nói chuyện lại càng thích cậu này đấy. Cậu này lại có một cái hoạch định rất là tốt trong cuộc đời của mình. Nhưng cũng một cái lời chia sẻ, lý thuyết là một cái khác, xa với thực tại lắm. Đôi khi chúng ta phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tại. Không phải cái gì mình hoạch định nó phải đúng như thế đâu. Dạ. Mình cảm giác rung động thì mình bấm nút. Còn mình không rung động thì mình không cần bấm, để cái nút bấm nó cho người khác. Dạ. Rồi bấm luôn rồi đó, Thảo bấm rồi đó, Ủa, Quốc bấm rồi đó. Rồi Thảo bấm luôn rồi đó, không cần đếm luôn. Đưa tay đi nào, nắm tay nhau bạn nhé. Đâu phải bắt tay, mà nắm tay nhau bạn nhé. Nào, để sen tay vào. Đây, sen vào như thế này nè. Tình quá. Sen tay vào thế này nè, Thảo, Quốc, đúng rồi. Rồi, bây giờ hung cái hung đầu tiên coi. 5-6 lần yêu rồi đó, hung sao coi cho được á. Anh xin nhớ. Tuyệt vời. Yeah. Được rồi ha.